À, thế bắt đầu đi. Bà làm nhanh nhá, để còn 20 phút. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Tôi là Nguyễn Thị Thanh, sống ở thành phố Hải Phòng. Và có vừa rồi sẽ chia sẻ mọi người, tôi có dùng cái sản phẩm Mộc Mao này, của hãng Mộc Mao này, thì năm 2000 tháng 3 năm 2022 thì sau bị tôi bị Covid thì tóc tôi rụng hết, coi chơi hết cả sọ ra này, tóc với tôi hoảng loạn quá. Thế tôi đi tìm hiểu ở trên mạng và tôi thấy cái sản phẩm Mộc Mao này, và tôi đã điện thoại hỏi nhân viên và họ sẽ tư vấn cho tôi. Tôi quyết định dùng thì mọi người có bảo là tin tưởng gì dùng ở trên mạng, đúng mà dùng vào không tin tưởng ra hàng dởm, hàng hàng đều nhiều lắm, người ta đánh hình, người ta lừa đảo đấy. Nhưng mà thôi, tôi thấy là tóc rụng nhiều quá, tôi hoảng loạn, tôi cũng cứ dùng. Thế sau đó thì tôi mua một cái sản phẩm đầu tiên, tôi điện cho cô Trang nhân viên của cái công ty này, thì cô tư vấn thì tôi có mua liệu trình 1 triệu. 1 triệu thì là 3 lọ, thì 1 lọ dầu gội đầu này đấy, với và 2 cái lọ xịt này đấy. Thì tôi dầu gội đầu thì tôi cứ dùng ngày nào tôi gội đầu, tôi dùng thì, và tôi xịt cái sản phẩm này thì là ngày là 2 lần, tháng đầu tiên thì sáng xịt và tối xịt. Sau đó thì là theo hướng dẫn của nhân viên thì tôi có chỉ duy trì là từ tháng thứ hai đi thì mỗi sau lần gội đầu thì tôi chỉ dùng có 1 lần thôi. Thế thì là tôi cảm nhận là sau 3 tuần thì là tóc tôi không rụng một cái nào cả. Đấy, không rụng cái nào thì còn dùng cái sản phẩm gì, phải sản phẩm xịt này thì sau 2 tháng thì bắt đầu là các cái tóc nhỏ, trước tôi rụng bao nhiêu thì là nó mọc trở lại, thì nó cứ luôn phun nó mọc lại nhiều lại. Thế sau nó 2 3 tháng tiếp sau nữa thì bắt đầu là nó dài ra, thì những cái phần này này giờ nó cứ dài ra này này, đấy, dài ra này. Thế thì tôi thì có cứ dùng tiếp, tôi cứ duy trì, tôi gội đầu, đằng sau thì nó mọc dày nhiều hơn. Thế tôi cứ duy trì, tôi gội và tôi xịt. Thế thì là mọi người, là cái đằng trước của tôi là do cái thì tôi bị rụng tóc rồi, bị hói đầu mấy chục năm nay rồi, thì khi tôi dùng cái này thì nó cũng mọc. Nó mọc không được được nhiều như là các phần đằng sau xung quanh đầu. Thế thì sau đó thì là sau được 6 tháng thì tôi mới lại dùng cái sản phẩm của người ta, là cái sản phẩm uống này. Uống thì 1 lọ 60 viên thì dùng được 1 tháng, ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 viên. Thì hiện nay tôi dùng là gần hết 3 lọ rồi. Thì là cái tóc tôi thì thường nó hay cái bạc ở cái chỗ đằng trước này, đây mới 2 cái mai đầu này, thì đến đây thì nó cũng bớt bạc đi và nó dần nó chuyển thành sang cái màu nâu. Đấy, thì tôi đang hỏi điện thoại là cho chương trình, là cho nhân viên tư vấn là nên dùng hết bao nhiêu liệu trình, bao nhiêu lọ nữa thì là tóc là hết bạc hẳn. Thế nhưng mà tôi còn đang dùng chưa hết một cái lọ thứ ba này, tôi đang tiếp tục dùng. Thì tôi chia sẻ thực sự là khi mọi người mà ai, các anh, các chị, các ông, các bà, các cháu mà tóc có rụng nhiều mà có bạc nhiều ấy, thì là nên là dùng cái sản phẩm Mộc Mao này. Đấy, thì đối với tôi thì tôi dùng, tôi cảm nhận như vậy. Còn sau đó thì tôi cũng giới thiệu cho khoảng cứ đến chục người, hơn chục người chị em trong cái câu lạc bộ thể dục của tôi, và tôi giới thiệu cho một số chị anh em ruột thịt nhà tôi thì cũng dùng, thì giờ cũng đang dùng. Thế một số người dùng thì cứ nóng ruột, cứ dùng có 1 2 tháng thì cứ bảo là nó cũng chưa mọc tóc rồi nó cũng chưa hết bạc. Thì tôi cũng có nói mọi người là không, ta phải nên kiên trì. Đây tôi dùng từ 6 đến
đến hiện nay là 8, 9 tháng rồi. Chứ dùng tôi dùng duy trì thời gian như thế rồi. Nên là mọi người là đừng nóng ruột, cứ dùng có một liệu trình, hai liệu trình đã nói là có kết quả ngay thì là mọi người là phải nên kiên trì. Và cái nữa là cái riêng cái tóc, cái sản phẩm dầu gội này thì rất là thích, nó thơm mà nó hoàn toàn nó bằng thảo dược, thì tôi cảm thấy thích dùng cái này nhất đây này. Nên tôi sẽ duy trì hết cái loại này thì dùng phải được từ 3-4 tháng đấy. Tóc tôi thưa thì ngày nào tôi cũng gội, nhưng mà dùng thì nhìn chung là tôi dùng được 3-4 tháng hết loại này thì nên là duy trì. Nên là mọi người là nếu mà ai mà tin tưởng thì mà dùng cái sản phẩm này thì là nên tìm hiểu và điện thoại cho cái sản phẩm bọc bao này thì nhân viên người ta sẽ tư vấn cho. Thế còn đây là tôi cảm nhận của tôi, còn tôi thực ra thì không phải là để người ta nhờ tôi để giới thiệu cái sản phẩm này mà tôi có lợi ích hay tôi thế nọ kia, tôi không riêng tôi là không bao giờ tôi làm cái trò thế. Nên là mọi người mà không được nóng ruột, mà thấy tóc mà rụng nhiều mà bạc nhiều đấy thì là cái rụng nhiều thì ta nên là tìm hiểu cái sản phẩm mà nên dùng. Nên là tôi xin chia sẻ mọi người, cảm ơn mọi người ạ.